trợ nhiều lắm ấy. Con này đâm vào đầu nó xuyên luôn luôn nhỉ. Nó cong hết rồi. Đâu? Không, cong cái đấy hơi nhiều. Đào. Thế là lệch. Mình cho cái sắt vào. Ông Quyết ơi, tạm vào riêng đi. Thành là đơm lại hỏng máy bay của ông ấy. Nhìn tên nửa này. Thôi lên em ơi. Trước khi lên là phải làm hơi thuốc. Trước khi lên là phải làm hơi thuốc đã. Đất luôn. Số 1. Số 1. Còn tính theo số 5 thì phải vào Bắc Quyết với anh Cường. Con này đấy. Bắc Quyết làm sao? Cái cả con này cứ lệch thế. Bắc Quyết. Nào nào, nào đứng lên trên nào. Phong ơi đi tét xe à? Định đua với phản lực à? Đó. Định đua với phản lực à? Dăm ba hôm nay đi. À đầu cao rồi. Con này chỉ cần mất lực phát là nó lắc. Woo, hơi mạnh tay ơi. Làm lại. Đừng văng quá ngắn. Con này giống con Việt Z Việt Nam hạ xuống rồi lại phải lên. Khẩn cấp. Trình giờ là cao lắm. Không, thực ra con này vẫn còn tốc lên là lên được. Ôi ở gạch kìa.